Okay, so phải nói đạo này ngày nay nhằm mở bằng đề này đạo này về việc download game tranh thông mấy rồi bỏ Free Fire Call of Duty rồi bạn phải download cho cho không chờ mấy mớ hãy dừng sẽ phải bị Call of Duty nữa. Call of Duty Mobile. Bạn download máu APK. Free download nhé các bạn. Như chạy chạy hàng lên đi. Này thì chạy là let version này chạy download cho ấy là còn gầm ấy rồi chạm đây đấy. Xong rồi chia sai phong sau ta ổ về cái nó bị slow rồi nhưng thử chất lư là đến miền này một khả năng định mòn nhiều chờ anh định rồi chụp cái này không chăm tự chết đứng chơi chạy like chạy subscribe rồi bạn đang ủng hộ phong một cái chạy như video này
download bạn ấy cho từ install ở đây tiếp active máu hello xong chạm cái tới bỏ đó hai cái thằng lừa đi ở này mới lên đi đấy Thank you.